để vẽ được cái hình này ấy, các bạn chỉ cần nối cái, tất cả đỉnh của các cái hình này với nhau thôi, chứ các bạn không cần phải phải quá là chi tiết tới các cái vị trí đâu. Đấy, sau khi làm xong này, bắt đầu chúng ta sẽ kéo xuống dưới đây lâu này, chọn cái mũi tên này, rồi ok đây nó chọn rồi này, đang chọn đây này, mũi tên này, này. Đó, sau đó thì chúng ta nhấn chuột phải ở đây này, chọn cái con vớt van này, B này. Đấy, và chúng ta kéo này xuống. Thế thì làm sẽ nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều khi mà bạn để quá nhiều cái vector, không cần quá nhiều cái vector. Rất là nhanh. Trong app Arcam làm rất là thuận lợi nhé. Bạn vẽ các bạn cứ làm trên đây. Đấy, như thế này chúng ta đã xong được hình rồi. Rất ok, mà các cái đường cong này nó sẽ rất là mượt mà luôn nhé. Vì chúng ta nếu chấm nhiều nhiều điểm trên đây thì cái đường cong này nó sẽ không được cong tròn nữa. Nhưng các bạn làm này sẽ nhanh và nó sẽ cong đều hơn. Ok.